Tiếng Anh đối với cuộc sống ngày nay thì cực kỳ là quan trọng, nên là từ lâu rồi mình cũng muốn đăng ký cho em mình học. Nhưng mà bản thân mình thì lại đang học ở trên Hà Nội và không có nhiều thời gian để về quê. Mà bản thân ở quê thì cũng không có quá nhiều địa chỉ học tiếng Anh. Mình có hỏi bạn bè thì được giới thiệu cho khóa học Black Class của Ahmed English. Bạn mình bảo rằng em của bạn ấy cũng học ở đấy, chỉ sau một khóa học thôi đã tự tin giao tiếp và phát âm còn chuẩn Anh Mỹ nữa. Nửa tin nửa ngờ nên là mình cũng đăng ký cho em mình học thử. Ai dè sau một vài buổi thấy tiến bộ rõ rệt luôn. Bây giờ thì em mình vẫn đang tiếp tục học và mình cũng muốn lên một video để giới thiệu đến mọi người. Mình thấy rằng đội ngũ giảng viên cực kỳ chất lượng luôn, bởi vì là 100% giáo viên bản ngữ được đào tạo bài bản, trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy với chứng chỉ TESOL, mà đây còn là học trực tuyến một thầy một trò nhá. Kiểu tương tác trực tiếp với giáo viên ý sẽ giúp em nhỏ tập trung tối đa hơn, tăng phản xạ nói tự nhiên và hoàn thiện các kỹ năng nghe, nói qua cái việc thực hành và giao tiếp trong mỗi buổi học. Cái điểm mà mình thích đó chính là thời gian và hình thức học rất là linh hoạt. Hình thức học trực tuyến sẽ giúp chúng ta dễ dàng chọn thời gian biểu một cách phù hợp, kiểu các em nhỏ có thể thoải mái học bởi bất kỳ thiết bị và bất kỳ địa điểm và lúc nào. Mà các giáo trình thì còn được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu. Kiến thức còn được truyền tải qua âm thanh nè, hình ảnh sống động, sẽ tăng cái khả năng ghi nhớ và tiếp thu từ vựng cho các bé. Nội dung học thì mình thấy rất là hấp dẫn nè, còn lồng ghép các hoạt động tương tác nữa, mà lại còn có các game giúp các em nhỏ hứng thú học tập cơ. Mà chúng ta còn dễ dàng theo dõi cái trình độ và tiến độ học, bởi vì là nhận xét và đánh giá thì đều được cập nhật trên hệ thống sau mỗi buổi học, nên chúng ta có thể theo dõi hàng ngày luôn. Đặc biệt là các giáo viên sẽ luôn theo sát cái quá trình học của con em, sẽ giúp các bé tự tin nói tiếng Anh nè, phát âm chuẩn chỉ sau 3 tháng nhá. Kiểu mình cảm thấy rất là ưng ý luôn, rất là hiếm khi mình có thể tìm được một cái khóa học ưng cả về quá trình nể lẫn giá cả. Đội ngũ giảng dạy tại Ames còn tận tâm chất lượng, nên là mừng cực kỳ recommend cho những cái bác nào mà đang có con em nhỏ nhá. Nhất định là phải đăng ký ngay khóa học ở Ames English thôi.